chào mừng quý vị, chúng tôi đang có mặt tại trận chung kết được xem là trận đấu quyết định để tìm ra được quán quân ngày hôm nay là ai với tên gọi về đích. Em thấy nó có chuyện mà thôi. Cần hướng tới cái micro kia. Chúng ta sẽ có ba gói câu hỏi quen thuộc, gói 30 điểm, gói 40 điểm và gói 50 điểm. Mỗi đội cũng đều sẽ có lượt lựa chọn là hai lượt hết. Hai lượt. Xin mời Đinh Trung Phong và Cao Mỹ Kim bắt đầu trước. Mình ở chính giữa đi. 40, một lựa chọn, lựa chọn thứ hai luôn. Xin mời. 30. 30. Và okay, đó là sự lựa chọn của Cao Mỹ Kim và Đinh Trung Phong. Yeah. Gói 30 điểm và gói 40 điểm. Còn đối với đội còn lại, anh Khương Huy Vũ. Người ta 30 kìa, mình sao? Như Huỳnh. Mình đang hòa. Mình đang hòa thì mình phải chiếm lĩnh cái số điểm chứ. Mình chiếm lĩnh cái số điểm luôn. Thôi mình tới đây mình cố gắng. Phá đúng không ạ? Mình hết mình đi. Ok. Và xin mời sự lựa chọn. Mình đâu có 30 phải không? Ủa, sao mạnh mẽ quá vậy? Cho cố, cho nổ, cho to, 2, vô 30 đi. 40. 40. Yeah. Yeah. 40 điểm là sự lựa chọn đầu tiên. Sự lựa chọn thứ hai sẽ là con số 5 là nó lớn lắm. Số 4. Vâng, chắc chắn là 30 điểm rồi thưa quý vị và các bạn. Yeah. Mỗi 4 câu hỏi sẽ được xuất hiện lần lượt trên màn hình và chúng ta cùng nhau theo dõi. Mỗi đề bài sẽ có 10 giây để suy nghĩ, đồng hồ ở trên màn hình luôn. Rồi. Và sau 10 giây có bạn nói bắt đầu thì chúng ta mới bắt đầu chạy. Và bây giờ xin mời các đội vào vị trí. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá gói câu hỏi đầu tiên. 30 điểm, xin mời. Hai vị trí thiếu chữ, chúng ta cần điền vào chỗ trống. Sau 10 giây mới chạy. 3 2 1 bắt đầu. Hay quá anh Vũ ơi, chạy nhanh quá. Hãy hát lại đoạn này. 3 2 1 xin mời. Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng. Yeah. Cho dịu đi tình yêu như cháy bồng, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Đúng không? Đúng không? Hát đi anh. Hát đi. Và em hứa sẽ quên anh đừng buồn. Yeah. Sau hết đi tình yêu xưa bồng cháy, thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về. Với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lứa dối. Và yêu em. Chúc mừng đáp án chính xác. Yeah, 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 yeah. Oh la la, oh la la, và xin được chúc mừng. 30 điểm. Yeah, yeah, yeah. Một khởi đầu rất là tốt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với gói câu hỏi 40 điểm. Xin mời. Sẽ có những câu từ bị đảo chữ, chúng ta hãy sửa lại cho đúng và hát lại. 3 2 1 yeah. Chạy. Tôi không biết. Có ai chạy không? Có mình Phong chạy. Mùa đi cao lắm. Phố hay phố, phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội. Người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên. Cái gì vậy trời? Quên quãng xưa. Đó, quãng xưa. Quãng xưa. Đi về. Vô. Phiên bản phố không mùa cải lương. Vô. Mùa đi ngang phố hay phố không mùa nữa, chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vui. Người mỉm cười nơi ngõ vắng bỏ quên phía sau. Cái lương mà dừng giữa chừng vậy. Một. Không được nhắc. Một mùa lá về trên con đường. Đường, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. Còn Nguyễn nỗi xót xa từng hoài. Hát cải lương mà có vụ delay nữa. Và đây là đáp án chính xác, xin mời. Trời ơi, cái bài hay như vậy mà hát không được, tiếc ghê. Và ở câu này không ai nhận được 40 điểm cả, 40 điểm trôi đi mất rồi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với gói câu hỏi 30 điểm, xin mời. Trời ơi, cái bài này chưa? Trời ơi, đúng rồi kìa. Đúng giờ nha, đúng giờ nha. Trời ơi. Chưa. 3 2 1 Chạy mau, chạy mau. Chạy làm gì đây? Làm gì đây? Vâng, Phong đụng trước nhưng mà Phong không xuất phát từ đầu. Phong chạy hơi sớm, còn 2 giây Phong chạy rồi. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà,
có cô bạn nhớ cha cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên quý cây đàn guitar, nhờ guitar mới quen nàng mời ca. Buông tiếng đàn tăng tình hát lên bài nhớ thương, thương mẹ tình đầu hương. Và đó là đáp án chính xác. Yeah. Câu cuối cùng gói câu hỏi 40 điểm, xin mời gót hồng, bài gót hồng chuẩn bị nha, tôi kêu bắt đầu mới chạy nha. 3, 2, 1 chạy. Hay lắm, trời ơi. Tự hào. Gót hồng như dàn dây giữa khung trời, để sắc hương xô nghiêng dòng đời. Gót hồng nhảy xoay theo lời hát, cùng bước em rực cháy lên dạn người. Ngỡ ngàng thời gian như lắng động. Rồi, nín. Và... Và tiếc quá, sai có xíu à Phong ơi. Và bây giờ cơ hội của đội mình. Cố lên. Gót hồng dịu dàng xoay giữa khung trời. Hát đi. Gót hồng Được, chơi. Hai ba gót hồng nữa có. Dịu dàng xoay giữa khung trời. Hay quá. Trời ơi. Để sắc hương xô nghiêng bóng bóng giờ. Trời ơi, tôi tức ghê, cái chữ đó mà là chữ bóng. Dòng đời trời ơi. Xin mời hai đội sẽ cùng đến với đáp án chính xác của ca khúc Gót Hồng nha. Hãy cùng đến với phần tổng kết. Xin được chúc mừng Cao Mỹ Kim và Đinh Kiến Phong đã nhận được giải Á quân của ngày hôm nay. Trời ơi, 6 triệu đồng, chúc mừng. Giải nhất giải nhì không quan trọng, quan trọng là cách mình ăn mừng thôi. Đúng rồi, mình thấy vui là được. Và bên đây, kính thưa quý vị và các bạn, Như Huỳnh và anh Khu Huy Vũ xin được chúc mừng đội của mình 10 triệu đồng giải nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn 4 nghệ sĩ đã xuất hiện trong thứ năm vui nhộn trong tuần này, đã mang đến rất là nhiều màu sắc, nhiều cá tính, nhiều giây phút phải nói là bá đạo, đáng nhớ nha. Cảm ơn những nghệ sĩ rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với thứ năm vui nhộn. Chương trình thứ năm vui nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta, 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.